Tây Ô, một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền. Gần kề lối xóm có cô bạn thân, sớm hôm lo sạch đèn. Ngày ngày ngã nghiêng đôn gió, đêm đêm mê nụ tâm trăng vàng. Cũng ở nơi đây tôi đã gặp nàng, nhà hai đứa cách nhau hàng dăm bục. Ngày ngày ra tựa cửa đón nhìn nhau, tình chỉ gửi trao qua ánh mắt, chưa một lần hò hẹn cùng nhau, chưa bao giờ ước hẹn lấy một câu. Nhưng đêm trở dứt chợt nghe lòng trăng vàng mà sao không thấy nàng. Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường. Thank you.
vẫn tròn, chúng mình hai đứa. Sẽ còn gặp tìm anh.